Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Doctor Khỏe. Thưa quý vị khán giả, khi mà đến với chương trình này thì chúng ta sẽ được cung cấp những kiến thức y học rất là bổ ích từ chính những loại dược liệu có sẵn trong vườn nhà hoặc là trong gian bếp của chúng ta. Wow! Ôi! Một vườn bắp sai triệu quả chỉ nhìn thôi là đã thấy đã con mắt rồi! Mà quý vị khán giả biết không, bắp không chỉ là ngon đâu mà lại còn tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Nhưng mà để biết bắp tốt như thế nào thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Đất Tử Khỏe nha. Xin chào MC, chào quý vị khán giả. Bắp nhỏ chào quý vị khán giả, chào chị Ốc xinh đẹp. Đốc Tử Khỏe ơi, hôm trước Ốc nghe Đốc Tử Khỏe nói là bắp rất là tốt cho cơ thể của mọi người. Nhưng mà tốt như thế nào thì bây giờ Đốc Tử Khỏe chia sẻ cho quý vị khán giả biết nha. À, bắp là một loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng. Một trái bắp luộc vào buổi sáng coi như cung cấp 1/4 năng lượng cần thiết của bữa ăn sáng. Chị Ốc biết không, tụi em rất ngọt nhưng lại giúp giảm nguy cơ tiểu đường đó. Ủa, sao lại vậy ta? Bởi vì chỉ số đường huyết của bắp thấp giúp giảm lượng đường huyết trong máu. Hơn nữa, chất xơ giúp làm chậm quá trình chuyển hóa thức ăn thành đường, từ đó giúp hạ thấp nồng độ đường trong máu. À, thì ra là thế. À, có một thông tin này vô cùng hay với những người phụ nữ mang thai. Ủa, đó là gì vậy Đốc Tử Khỏe? Sao chị nôn nóng vậy? Thì Ốc chỉ muốn biết để phổ biến kiến thức cho mọi người thôi mà. Bắp nhỏ cứ chọc chị Ốc hoài vậy. Để Đốc Tử Khỏe nói cho MC và khán giả biết thông tin này. Đó là bắp luộc chứa rất nhiều vitamin B9, là chất giúp ngăn chặn nguy cơ sảy thai và thai nhi bị khuyết tật. Do đó, nếu ăn thường xuyên bắp luộc sẽ giúp thai nhi khỏe mạnh hơn. Đây là một thông tin quả thật là quá bất ngờ với Ốc luôn. Đố MC nè, chiếc cọng rau bắp này có ích lợi gì không? À, cái này chị Ốc biết nè, rau bắp mà nấu ra nước uống rất là mát gan. Đó chỉ là một phần nhỏ của công dụng từ rau bắp mà mọi người biết thôi. Vậy sao? Vậy thì Đốc Tử Khỏe với bắp nhỏ, chị cho Ốc biết đi. Chị Ốc có biết là trong những cọng rau của em, tuy nhỏ vậy mà chứa các vitamin K, vitamin A, B1, B2, B6, C và các chất đắng, dầu béo, tinh dầu và nhiều chất vi lượng khác như kali, canxi đó. Nhỏ xíu vậy mà nhiều thành phần dinh dưỡng quá ha. Vậy thì rau bắp còn có nhiều công dụng khác nữa, đúng không Đốc Tử Khỏe? Đúng vậy, rau bắp đem sắt lấy nước uống hàng ngày có tác dụng điều trị các bệnh xuất huyết như là chảy máu chân răng, tiểu tiện ra máu, thậm chí là xuất huyết tử cung. À, ra là thế. Chưa hết đâu chị Ốc, uống nước rau của em hàng ngày còn giúp ổn định huyết áp nữa đó nha. Bắp em còn có tác dụng giảm nguy cơ cho những người bị bệnh tim mạch nữa nha mọi người. Ngoài ra, chị Ốc ăn bắp thường xuyên sẽ giúp cho làn da sáng bóng và đẹp hơn nữa đó. Nếu mọi người hay bị dị ứng da, nên lấy hạt bắp non, giã ra và xoa lên chỗ dị ứng sẽ hết ngứa ngay. Còn rất nhiều công dụng, Đốc Tử Khỏe không thể kể hết cho mọi người biết trong ngày hôm nay, nên hẹn vào chương trình sau. Lúc đó, bắp nhỏ sẽ quay trở lại cùng mọi người. Như vậy thì bây giờ Đốc Tử Khỏe và bắp nhỏ hãy chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.